Chào bác, hôm nay cửa hàng nông cơ anh Thư lên clip giới thiệu cho mọi người một cây Kawasaki TG33, một cái dòng máy siêu VIP cho bác này. Con này là con TG33 này. Cái dòng này rất được nhiều các bác săn đón các bác em. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0976 2330. Bác nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại đó. Bác nào xem clip thì thấy hay cho em xin nút like, đăng ký kênh và chuông thông báo bác nhé. Thì con này là TG33 33cc, nòng 36 ly, cực mạnh luôn cho bác này. Con này là đây về hình thức máy của nó này các bác nhé, bố côn lớn tum rời cực kỳ VIP cho bác luôn. Để nói về cái dòng Kawasaki này thì nó rất là chạy cực kỳ ngon nhá, rất là bền ổn định và cái giá thành của nó khá là phải chăng. Đấy, con này thì nó giá của nó bên em đang bán là 2.600.000, bao ship cho bác đủ đồ chứ, thì máy cực kỳ đẹp cho anh em luôn. Đấy, máy móc còn zin nguyên bản từ A đến Z đây, quá đẹp luôn. Tay ga bóp hệ chưa, con này thì chạy bao các bác, bao bền cho bác, bao mạnh các bác, quật cước ở trước thoải mái luôn. Ok, test nổ luôn cho bác nhé. Rồi, ok, bác nào quan tâm sản phẩm liên hệ qua số điện thoại 0976 12330. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Chào tất cả mọi người.